Hùng, cảm ơn ông đã nhận lời đến trò chuyện với đội Cờ Đỏ Hà Nội ngày hôm nay. Trước hết thì xin kính chúc nhà báo cũng như là các thành viên trong chương trình hội luận của KBC Hải Ngoại sẽ có nhiều sức khỏe và tiếp tục mang đến cho độc giả những tấm nhìn đa chiều cũng như là góc nhìn từ cộng đồng người Việt ở Mỹ về tình hình đất nước. Thưa ông ạ, chúng tôi được biết là nhà báo Nguyễn Phương Hùng thì thường xuyên về Việt Nam tác nghiệp. Vậy thì không biết là lý do và mục đích chuyến về Việt Nam lần này là như thế nào? Vâng, trước hết là cảm ơn tất cả nhà ý của các bạn Cờ Đỏ Hà Nội. Và ngày hôm nay thì chúng tôi, đây là lần thứ 18 về Việt Nam. Và mục đích của ngày hôm nay là chúng tôi có hai công việc. Công việc thứ nhất là làm một cái phóng sự về APEC 2017 để giới thiệu cho tất cả các khán giả trong nước cũng như là các khán giả hải ngoại không có cơ hội ở trong cái hội trường đó, và để nói lên một cái gọi là cái sự phát triển và cái sự tổ chức của nhà nước Việt Nam ở trong cái tầm vóc quốc tế qua cái hội nghị APEC 2017. Và cái mục đích thứ nhì là mục đích chính hơn nữa, đó là sự hiện diện của Tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Donald Trump. Dạ vâng, nhà báo đã nhiều lần được tác nghiệp ở các sự kiện chính trị quan trọng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trước đây. Vậy thì theo ông, cái điều kiện cũng như là sự thuận lợi cho cái việc tác nghiệp của giới báo chí ở Việt Nam và ở Mỹ khác nhau như thế nào? Nói về vấn đề thật sự báo chí đó thì nó có mỗi một tùy theo một tôi mượn lời của ông Trump, mình không thể lấy được một cái hoàn cảnh của một đất nước này để áp đặt lên một hoàn cảnh của đất nước khác. Thì cái vấn đề mà tự làm báo chí đó, riêng cá nhân đối với chúng tôi không thể thay thế được tất cả lời nói của các anh em phóng viên ở nước ngoài tuy hoặc là trong nước. Mà cá nhân chúng tôi là 18 lần về Việt Nam chưa bao giờ bị khó khăn gì khi làm tác nghiệp, và kể cả những lần mà chúng tôi đi tới những cái địa điểm nhạy cảm như là Ải Nam Quan thì cũng không có bị khó dễ gì hết. Vậy thì trong quá trình đó thì nhà báo có bị kiểm soát nội dung thông tin hay là bị chất vấn trong quá trình đưa tin về Việt Nam từ phía cơ quan quản lý báo chí Việt Nam không ạ? Chúng tôi chưa bao giờ bị là phải là đưa những cái sản phẩm mà chúng tôi làm tại ở bên Việt Nam cho bất cứ một cơ quan nào hay bất cứ một cá nhân nào là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng tôi lại được những sự giúp đỡ của rất nhiều cơ quan khi mà chúng tôi tới một cái những địa phương bất ngờ. Nó ví dụ như là ở trên Móng Cái, khi mà chúng tôi tới Móng Cái thì chúng tôi không có một tờ giấy nào để mà được phép mà đi làm cái phóng sự ở bên ở trên cầu Ca Long, và các anh em ở an ninh ở trên đó họ rất là dễ dãi khi mà họ là biết chúng cháu biết là các bác là nhà báo ở bên KBC Hải Ngoại, các bác tới đây chúng cháu chỉ có một phận là bảo đảm an ninh cho các bác và yêu cầu các bác tuân thủ theo những cái luật lệ đòi hỏi thế thôi, chứ còn ngoài ra thì chúng tôi ngoài chưa bị kiểm duyệt kể cả những khi mà chúng tôi ra khỏi từ phi trường Hà Nội cũng như phi trường Tân Nhất để ra để trở về Mỹ thì tất cả những cái sản phẩm của chúng tôi cũng không bị kiểm duyệt. Qua theo dõi thì đội Cờ Đỏ Hà Nội được biết là nhà báo đã quay livestream chặng đường từ sân bay về nội đô Hà Nội ạ. Thì quá trình đi lại thưởng thức các món ăn cũng như là cuộc sống thường nhật của người dân trong nước thì lại được rất là nhiều người xem, và chúng tôi đoán là những người xem này là từ hải ngoại. Và thế thì không lẽ là người Việt ở hải ngoại cần những thông tin, những hình ảnh này, thì nhà báo có thể cho biết lý do và nguyên nhân không ạ? Nếu mà nói về lý do và nguyên nhân thì mình không dám khẳng định, bởi vì đó là cái quan điểm của mọi người. Nhưng mà tôi tin chắc rằng ngay trong KBC Hải Ngoại, cái view của chúng tôi lên rất bất ngờ trong cái chuyến đi này. Mặc dù là những cái hình ảnh livestream chỉ là một cái hình thức giống như là mình ghi lại một vài cái kỷ niệm mà thôi. Nhưng mà cái thì bất ngờ đó là chúng tôi nhận được một cái tin từ bên hải ngoại. Chúng tôi nghĩ rằng chính cái những bản tin này là cái bản tin mà đã tạo cho một cái sự tò mò cho đồng bào hải ngoại để tại sao mà ông Nguyễn Phương Hùng về bên Việt Nam bị công an nhân dân và bị Bộ Chính trị Việt Nam theo dõi và gọi là tôi gọi là cái hạt đóng vào một kép là tra tấn. Thì tôi đã dùng những cái hình ảnh chẳng hạn như ngay vì vừa xuống phi trường chưa về khách sạn thì chúng tôi đã bị 4 doanh nghiệp tra tấn ở trong một cái nhà hàng là
Chen Trần số 1. Thì sau đó rồi buổi tối hôm đó là tôi lại bị một số anh em ở bên Nga mà chúng tôi đã từng gặp nhau ở bên đó thì lại mời tôi một ở cái trên đường Trần Duy Hưng. Nếu mà ở, quý vị nào ở ngoài hải ngoại thì chắc chắn không biết, nhưng mà người Hà Nội thì ai cũng biết là khu vực Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng là một khu vực bây giờ là thịt nướng barbecue Đại Hàn cũng như là của đồ Nhật Bản. Thì hôm đó thì chúng tôi cũng lại bị tra tấn bằng những cái đồ hải sản. Và cái ngày rồi sáng hôm sau thì tôi được một anh cũng là một thuộc loại công chức nhà nước nghe tin nhà báo tới thì cháu muốn mời nhà báo đi ăn buổi sáng. Thì tôi lại bị tra tấn một tô phở thịt. Xong đó thì buổi trưa và buổi chiều thì tôi liên tục bị tra tấn bởi những cái nhà hàng. Mà mỗi lần chúng tôi lên thì chúng tôi đều có lên live stream. Và ngày như ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi cũng đã bị tra tấn tại Văn Điển này là những món ăn mà chúng tôi ở Văn Điển thì những món ăn thật là dân dã và đồng quê. Thì chúng tôi nghĩ rằng lý do mà họ muốn trao đổi là tại vì nhờ chúng tôi xin được phép để đọc cái tên ông này, mặc dù chúng tôi không muốn. Ông này tên là ông Ngô Kỷ. Thì ông lợi dụng khi mà một người trong cái KBC hải ngoại là bác Nguyễn Mạnh Cường. Bác Nguyễn Mạnh Cường đã xỉ vả ông Ngô Kỷ ngay trong một cái cuốn của video của Phú Quốc Trang TV. Ông Ngô Kỷ gán ghép rằng ông Nguyễn Mạnh Cường đã phản đảng. Do đó thì khi mà ông Nguyễn Phương Hùng đang bị đối phó bởi Công an Nhân dân và Bộ Chính trị Việt Nam có thể sẽ bị trục xuất, không thể làm được cái phóng sự cho APEC 2017. Thì trước hết tôi cảm ơn Ngô Kỷ, có lẽ đây là một cái sự quảng cáo. Cái vô tình là bà con nghe cái câu chuyện đó và bà con vào để cho coi thì ông bị, tôi đặt cái tựa đề là nhà báo Nguyễn Phương Hùng bị công an tra tấn tại Việt Nam. Là làm để mình là một hình thức mình câu view thôi, để cho người ta dơ vào. Thì trong đó tôi nói đặt cái vấn đề ông Ngô Kỷ trước hết. Ông nói là ông Nguyễn Mạnh Cường phản đảng là điều đó hoàn toàn sai. Bởi vì ông Nguyễn Mạnh Cường không phải là đảng viên Đảng Cộng sản thì không thể nói người ta là phản đảng. Và ngay đồng bào trong nước, như các bạn ở đây cũng vậy. Không phải các bạn đều là đảng viên hoặc là phải là đảng viên mới là được là thành viên của Cờ Đỏ Hà Nội hay là Cờ Đỏ trong nước. Bởi vì trong chúng ta có tới 98 triệu dân mà chỉ có hơn 4 triệu người là đảng viên Đảng Cộng sản. Tại nên không thể nói rằng ông Nguyễn Mạnh Cường phản đảng. Thế rồi xong đó thì dù ông Nguyễn Mạnh Cường có là phản đảng đi nữa thì không phải là lý do đó mà tôi bị Bộ Chính trị Việt Nam hay là Công an theo dõi. Bởi vì ông là một người cộng tác viên của KBC hải ngoại. Thì tôi đặt câu hỏi lại ngược lại cho ông Ngô Kỷ là nếu mà như vậy thì ông Ngô Kỷ nói trên đài phố Buôn Sa TV với những cái nhục mạ và chửi bới và bịa đặt vu khống và những ngôn ngữ rất là thiếu văn hóa đối với lại những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thì như vậy ông Vũ Hoàng Lân có dễ khi mà đi trở về Việt Nam hay không? Thì đó là một cái điều. Thì tôi cảm ơn Ngô Kỷ, ông đánh bóng trên tuổi của KBC hải ngoại lên, ông đề cao một cái vị trí của KBC hải ngoại quá cao. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đó là cái nguyên nhân mà tại sao cái chuyến đi của chúng tôi và những cái live stream đó là số người vào tăng một cách rất là bất ngờ. Dạ vâng, ở một cái thời đại công nghệ thông tin mà người Việt ở hải ngoại vẫn tin vào những cái thông tin mà ông Ngô Kỷ phát ra như vậy, thì phải chăng là việc ra vào Internet rất là khó khăn với người Việt ở Mỹ, hay là cộng đồng chỉ thích tin vào những thông tin chống cộng thôi ạ? Câu hỏi rất là hay và tôi nghĩ rằng cái điều này tôi sẽ hóa giải và mong rằng tất cả mọi người hiểu. Thứ nhất, ông Ngô Kỷ là một người, bây giờ tiếng nói của Ngô Kỷ không được những người chống cộng cũng như là những người không chống cộng nghe nữa. Bởi vì từ khi mà chúng tôi đó đưa ông Ngô Kỷ ra tòa, tôi đã thưa ông Ngô Kỷ và tòa đã cho một cái lệnh đó là cách ly. Thì từ lúc đó trở đi những cái tài liệu về ông Ngô Kỷ chúng tôi được tung ra. Và thời gian gần đây nhất ông Ngô Kỷ đi theo ông Phan Kỳ Nhân, mà ông Phan Kỳ Nhân là chủ tịch của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai.
thì ông Ngô Kỳ đã đi theo ông Quan Kỳ Nhân, và tức là bỏ lại tất cả anh em sau khi cái vụ ông bị báo người Việt cũng cấm ông không được tới tờ báo tòa soạn báo người Việt 1.000 feet, tức là khoảng trên 170 thước. Bây giờ trở lại cái vấn đề này, rất là sau khi ông đã đi vào với lại ông Quan Kỳ Nhân thì ông đã bị mất những anh em đồng chí của ông đã từng sát cánh với ông từ xưa nay. Tại vì cái nhóm của ông Ngô Kỳ không ưa cái nhóm của ông Quan Kỳ Nhân, tại vì họ vẫn cho rằng nhóm của ông Quan Kỳ Nhân là một cơ quan ngoại vi của Việt Tân, tức là một tổ chức chống nhà nước Việt Nam. Sau đó đó thì bây giờ chính ông lại quay lại ông chửi ông Quan Kỳ Nhân. Thì đối với những cái người đó sớm đầu thối đánh như ông Ngô Kỳ thì cái tiếng nói của ông Ngô Kỳ rất là không còn đã làm được mọi người chú ý đến nữa. Và qua cái thí dụ lúc nãy chúng tôi nói đó là ông Ngô Kỳ đã gắn ghép cái chuyện ông Nguyễn Mạnh Cường xong rồi là có ảnh hưởng tới chúng tôi đó. Thì đó thì mọi người đã nhìn thấy cái sự thật là những cái hình ảnh tôi bị tra tấn bằng những bữa ăn như vậy. Thì tức là coi như là những cái lời tuyên bố của Ngô Kỳ là vô giá trị. Tuy nhiên tại sao người ta vẫn tin? Tôi có thể khẳng định một câu này, không ai tin lời Ngô Kỳ hết. Nhưng mà những người hải ngoại họ vẫn sống trong cái ảo tưởng. Những người hải ngoại đây là chúng tôi chỉ muốn nói một thiểu số trong cộng đồng Việt Nam thôi. Những người bạn tôi là những người mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở bên Mỹ bây giờ đó. Thì có một số người thì quay mặt với tôi, nhưng mà đa số anh em đều có nói một câu như này: Hùng à, mày về Việt Nam rất là đúng, chỉ có điều mày về hơi sớm này, mày đi trước chúng ta cũng sẽ về. Thì có nghĩa rằng là họ đã chấp nhận cái chuyện mà tất cả là chúng ta đều là người Việt Nam trong nước hay hải ngoại, đều là quê hương đất nước. Chỉ có trừ một thiểu số, mà tại sao thiểu số đó họ vẫn muốn làm những cái chuyện đó, là tại vì họ muốn lợi dụng cái chiêu bài chính nghĩa quốc gia và cái hình ảnh một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của họ để làm cái biểu tượng cho một cái âm mưu đằng sau lưng, tức là móc túi của đồng bào. Và chúng tôi cảm thấy rằng cái điều đó mà chúng tôi không có thích. Và chúng tôi đã xâm nhập trong cái tổ chức của Việt Tân 20 năm nay, và những cái hoạt động của họ tôi đều biết hết. Thì chính những người hàng trong Việt Tân họ cũng rất ngạc nhiên, mà họ không biết là tại sao tôi có những cái tài liệu như vậy. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, từ khi mà tôi giúp cho anh Nguyễn Thanh Tú, giúp đây là giúp là tôi để phổ biến những cái tin tức của Nguyễn Thanh Tú, thì hoàn toàn tất cả những cái mà gọi là những cái gọi là cái lừa dối của nhóm Việt Tân cũng như là cái những người nhân dân chống cộng đã bị hóa giải, là bởi vì anh Nguyễn Thanh Tú anh đã có những rất nhiều tài liệu đã đưa ra. Mà cái tài liệu mà Nguyễn Thanh Tú đưa ra, chúng tôi có thể nói với lại quý khán giả như thế này: Nguyễn Thanh Tú không có quyền gì để lấy được những tài liệu của FBI, cũng giống như là ở trong nước đây thôi. Dù quý vị là cái chức vụ gì, quý vị cũng không thể lấy được cái tài liệu của bên công an ra được. Thì phải có những cái vấn đề rất là đặc biệt. Thì tại sao Nguyễn Thanh Tú có được cái vấn đề đó, có được những cái tài liệu đó? Thứ hai nhất, thứ hai, tài liệu của Sở Thuế. Sở Thuế, cơ quan thuế vụ của Mỹ là một cái gọi là ông thần, gọi là tử thần đúng hơn là đối với lại người Mỹ. Tức mọi người đi làm việc ai cũng sợ với ông Sở Thuế. Mà những người Sở Thuế đó họ đưa những cái tài liệu cho ông Nguyễn Thanh Tú để nộp vào hồ sơ tòa án. Thì thưa quý khán giả, quý vị nghĩ như thế nào? Đó là những cái hình ảnh rõ ràng rằng là người Mỹ bắt tranh bỏ vỏ. Bởi vì cái tổ chức Việt Tân trước đây, theo những tài liệu mà được công bố ra đó của bên ProPublica của anh AC Thompson, ký giả AC Thompson đã cho biết rằng tổ chức Việt Tân đã có những cái hợp đồng với lại Bộ Quốc phòng và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và FBI để đi làm một công việc gọi là đi tìm người Mỹ mất tích tại Đông Dương. Thì trong cái hợp đồng đó nó có điều kiện cho phép Việt Tân được chuyển tiền ra nước ngoài. Mà khi họ đã chuyển tiền được ra nước ngoài rồi đó, thì tức là họ không vi phạm cái luật mà Mỹ cấm bây giờ là không được chuyển tiền ra nước ngoài quá 10.000, không được mang ra nước ngoài quá 10.000 đô la cho một cá nhân hoặc là một tổ chức.
trừ khi nào mình là những người doanh nghiệp hoặc là mình có những giấy tờ chứng minh là những cái tiền bạc đó mình phải sử dụng cho cái vấn đề doanh nghiệp của mình. Thì những và bây giờ trong thời gian đó, đó thì Việt Tân chưa tìm ra được một người Mỹ nào mất tích cho cái kế hoạch đó. Thì và sau khi mà khi cái vụ Nguyễn Thanh Tú đó đã chìm trong vòng 34 năm mà bây giờ tại sao lại được đưa ra ngoài, đó là cái mục đích, cái câu hỏi đó. Nếu quý vị trả lời được câu hỏi đó, quý vị sẽ trả lời được cái lý do tại sao mà Nguyễn Thanh Tú chắc chắn rằng nó có một cái móc nối nào đó yêu cầu Nguyễn Thanh Tú là người nạn nhân, tức là bố của Nguyễn Thanh Tú là người bị ám sát. Thì Nguyễn Thanh Tú có đầy đủ tư cách là từ tình cảm cho tới vấn đề mà pháp lý để mà đi kiện một cái tổ chức này. Thế nhưng mà cái người luật sư của anh Nguyễn Thanh Tú này nó cũng lại do một cái cơ quan bảo vệ ký giả của quốc tế đề nghị để giúp cho Nguyễn Thanh Tú. Thì đây là một người luật sư rất là nổi tiếng, họ đã đưa những cái con đường, một cái chiến thuật mà Nguyễn Thanh Tú đi. Chiến thuật đầu tiên là tổ chức Việt Tân đã phải ra tòa và xác nhận vâng, chúng tôi là Việt Tân. Một cái điều mà từ xưa nay họ vẫn chỉ khoe trong cộng đồng nhưng mà họ chưa bao giờ có giấy tờ. Và khi mà đã không có giấy tờ rồi đó thì tất cả những cái vụ gây quỹ của Việt Tân từ trước đến nay đều là vô giá trị hết, bởi vì đó là một hình thức bất hợp pháp. Ở bên Mỹ không có quyền nhân danh bất cứ một tổ chức mà ẩn danh mà để đi gây quỹ. Thì cái điều đó mà khi mà Nguyễn Thanh Tú mà kiện lấy cái tên Việt Tân, tòa cho phép là Nguyễn Thanh Tú có cái tên Việt Tân, tức là Việt Reform Party, thì bên ông Hoàng Cơ Định bắt đầu đi thương. Và qua cái ngày hôm mà ra tòa đấy thì Nguyễn Thanh Tú đồng ý trả cái tên Việt Tân cho quý vị. Nhưng mà quý vị đó phải cho biết cái những người nào trong đảng Việt Tân, thì tất cả 12 thành viên đã được cai ra và Nguyễn Thanh Tú đã dùng cái tên đó để mà thưa kiện. Hồi xưa là thưa đảng Việt Tân mà, bây giờ mình thưa đảng Việt Tân thật. Có từ Đỗ Hoàng Điềm, có Lý Thái Hùng, có Hoàng Cơ Định, có tất cả là 12 người đồng chuyến rồi là đầy đủ hết. Thì đó là một cái chiến thuật rất là hay, và nó là bắt Việt Tân phải tự mình thú trước tòa án của Mỹ rằng tôi là Việt Tân. Nhưng mà khi mà tự thú như vậy đó thì Nguyễn Thanh Tú có một cái bước kế tiếp. Thế có những cái buổi gây quỹ như này, gây quỹ như này, đó là lý do tại sao ông Nguyễn Văn Xanh sắp sửa đi ra khỏi RFA. Tại vì Nguyễn Thanh Tú đã gửi cho RFA qua bà Limilu một cái lá thư yêu cầu không được sử dụng ông Nguyễn Văn Xanh nữa trong cái chương trình Việt ngữ của đài RFA, bởi vì chúng tôi đang có một cái lo sút. Ông Nguyễn Văn Xanh là người của tổ chức Việt Tân hay là người của tổ chức RFA? Thì cái câu hỏi đó đặt ra đó thì RFA là họ muốn tránh đi. Thì ông Nguyễn Văn Xanh đã lên đài Radio Bunsa của Việt Dũng và Minh Phượng tuyên bố rằng chúng tôi sắp sửa phải có một công tác đi làm việc xa, thành ra chấm dứt tất cả các hoạt động của chúng tôi với đài Radio Bunsa. Có nghĩa rằng tiếng nói của Nguyễn Văn Xanh đã chết 100%, tất cả những không một cái đài nào hoặc là một cơ quan truyền thanh truyền hình nào dám sử dụng ông Nguyễn Văn Xanh nữa qua cái lá thư của Nguyễn Thanh Tú. Thì là đó một cái sự bước, đó là thành công đầu tiên, thứ nhì của Nguyễn Thanh Tú. Thứ nhất là bắt Việt Tân nhận mình là tổ chức Việt Tân. Thứ hai bây giờ loại trừ Nguyễn Văn Xanh ra khỏi cái RFA. Mà khi nếu mà đó, cái đài RFA đó, tức là đài Á Châu Tự Do, họ bắt ông Nguyễn Văn Xanh đi thì có nghĩa rằng là sự tố cáo của ông Nguyễn Thanh Tú đúng. Không đúng thì tại sao mà ông kia cũng phải đi? Đó, đó là cái điều mà là chúng tôi nghĩ rằng là cái dấu hiệu phấn khởi cho Nguyễn Thanh Tú. Và trở lại cái vấn đề cái cộng đồng, thì cái câu hỏi của chú Nhi đó là tại sao người ta vẫn tin thật sự rằng bây giờ đó cái số người đóng góp không còn bao nhiêu nữa. Tôi đơn cử ví dụ ngày hôm mùng 4 tháng 10 thì họ tổ chức cái lễ gọi là lễ húy nhật của Đức Trần Hưng Đạo. Họ đã làm một cái đơn, làm một cái thư để xin tiền và xin từ một cái khoa
cái nhang và những trái cây để bày trên bàn thờ. Xin cả những cái xôi, đĩa xôi hoặc là thịt gà, thịt vịt, thịt heo quay để trên bàn thờ. Và xin cả từ 1 xu, ở bên Mỹ là 1 sen, mình gọi là 1 xu, từ 1 xu cho tới 100 mỹ kim. Tức là họ thê thảm ở tới cái mức là bây giờ họ không còn được sự đóng góp của đồng bào. Sau khi mà cái hồ sơ của Nguyễn Thanh Tú chính thức được thông báo qua cái phiên họp ở bên Houston là tổ chức Việt Tân đã bị đưa ra tòa và danh sách những người đã bị thương. Thành ra bây giờ tất cả cộng đồng dù họ ghét, họ không nói, họ không chê tới Việt Tân nữa, nhưng mà họ tự động im lặng để gọi là rút lui. Và giống như là một cái tiệm bún, chẳng hạn tiệm bún Ban Mai, thì bà nói rằng ông chồng của bà đóng góp cho ông Phan Thị Nhơn mỗi một lần là có một biểu tình là 200 mỹ kim. Đó là một tiệm thôi nhá. Và ngay từ kể từ ngày đó, từ nay giờ đi là chúng tôi được thoát khỏi cái chuyện mà phải đóng tiền cho những cái buổi meeting như vậy. Cái thứ gì, cái ví dụ thứ nhì nữa là ông Ban là chủ nhân của khu vực Hà Nội Plaza, nơi mà có một cái gọi là đền Đức Thánh Trần để nơi đó. Ông Ban ông cho ông Phan Thị Nhơn với cái tình cảm với nhau đây, ông giống như mình không có làm hợp đồng gì hết, mình mời một người tôi cho ông ở cái nhà tôi mỗi tháng cho ông lấy tiền, không có hợp đồng gì hết. Thì bây giờ ông mất rồi, đứa con ông nó lên, thì cái hệ thống tài chính CPA của Mỹ ấy, là bắt buộc nó phải khai tất cả từng những cái khu vực. Thì bây giờ thằng con nó bắt buộc nó bắt là bên ông Phan Kỳ Nhơn là phải đóng cái tiền mướn cái đền Hùng, đền Trần Hưng Đạo đó. Và dù bây giờ có rẻ đi nữa thì cũng phải là 3.000 mỹ kim một tháng, đấy, trung bình là khoảng 5.000. Thì bây giờ ông Phan Kỳ Nhơn lấy tiền đâu ra để mà đóng? Mà hơn nữa khi mà cái tượng đài Trần Hưng Đạo đó gây quỹ đó, thì đài Little Sài Gòn Radio Nguyễn Hữu Công tuyên bố rằng ngày hôm nay chúng tôi thu được, cho đến ngày hôm nay chúng tôi thu được là 130.000 mỹ kim. Mà khởi thủy đó thì ông Du Miên của đài VNA TV 57.3 cho biết rằng là cái chi phí để xây cái tượng đài đó là 15.000 mỹ kim. Thì bây giờ coi như là cái số tiền dư hơn 100.000 đó, ông Phan Kỳ Nhơn đã triệu tập một phiên họp trước tháng 10 để xin bàn giao lại ai có muốn làm chủ cái đền Đức Trần Hưng Đạo này. Tôi gọi là đền trưởng. Đền trưởng tức là cái người đứng đầu đi đền á. Đền đó mình bị bắt đền. Thì ông không ai dám nhận hết. Cái buổi họp đó khoảng chừng hơn 20 người. Thì không ai dám nhận hết. Tôi mới nói đùa, tôi bảo ông Phan Kỳ Nhơn ông thu được 130.000. Thế rồi ông chi phí là 15.000, thế còn lại 115.000 đã đi đâu? Khi anh bàn giao là anh phải bàn giao luôn cả số tiền. Tiền thì ông cầm ông đi, mà ông bắt người khác đi vào để lãnh căn búa của ông. Thì chúng tôi, cái điều mà chúng tôi đau buồn và những các bạn cũng đã đau buồn, đó là họ đã bắt ông Đức Thánh Trần của chúng ta di tản theo họ đi qua bên đó. Và tôi đã nói trước rồi, cái tượng Đức Thánh Trần này sẽ trở thành một cái địa điểm ăn mày. Và cái ngày hôm nay thì cái điều tiên đoán của chúng tôi đã đúng. Một cái thùng tiền để đằng trước cái chỗ bức tượng đó để xin mỗi người đi qua đó để bỏ 1 đồng 2 đồng trong đó. Là những cái hành động đó đấy, cái chúng tôi thấy không thấy nơi nào ở Việt Nam hết, hoàn toàn những cái chùa chiền kia người ta có những cái thùng phước xương, và những cái đền chúng ta có những cái thùng phước xương. Đó là cái chuyện mà cái chuyện văn hóa, và bất cứ nơi nào cũng vậy, các nhà ngay nhà thờ ở bên bên Ý hay là bên Pháp hay chỗ nào cũng vậy, thì họ đó là những cái bình thường. Nhưng mà cái tượng Đức Thánh Trần á, không ai bắt những cái người này đưa cái bức tượng Thánh Trần mà để ngay ở cái lề đường. Thứ nhất, thứ hai là không có người để chăm sóc cai quản. Bây giờ đó thì đi xin từng cái bó nhang. Ví dụ ngày hôm nay không có nhang thì mình không có thắp cho Đức Thánh Trần. Đó là những cái điều đó là tự họ sẽ bị diệt. Đây không ai giết họ hết. Nhưng mà cái nhiệm vụ của nhà báo chúng tôi
chúng tôi thấy rằng có thể rằng đây là một cái sự hãnh diện cho KBC hải ngoại, tờ báo duy nhất ở hải ngoại dám nói lên những cái sự thật ở cộng đồng, nói lên những cái điều mà chính đồng bào trong nước đọc trong cũng không thể tưởng tượng được và không ngờ rằng ở cái cộng đồng Việt Nam ở bên đó nó tệ hại đến mức đó. Và chưa kể nữa bây giờ cái đại lộ nó gọi là Bosa Avenue, tiếng Mỹ nó Avenue là cái đại lộ, Bosa là cái tiếng, là tiếng của Mỹ, tiếng người Mexico đó, Bosa nó là cái túi. Thì khi mà tôi đưa cái chụp cái hình nó đưa lên á, thì các ông nó đòi để một cái chữ là đại lộ Trần Hưng Đạo. Thì nếu mà chúng ta bỏ cái chữ Bosa đi đó, chúng ta để chữ đại lộ Trần Hưng Đạo thì chúng tôi không ý kiến. Bởi vì rõ ràng ngài Đức Thánh Trần của chúng ta đã được vinh dự đứng nằm trên đó. Đằng này nó cái đường Bosa nó không thay đổi. Và ở cái tên chỉ có thêm cái tên là đại lộ Trần Hưng Đạo nằm ở dưới. Thì bác Cường mới gọi là, tôi gọi là cái túi, bác Cường gọi là cái bị. Tại vì mấy ông nó chống gậy thành ra bị gậy. Thì một cái nhục nhã của mình đây đó là thấy đưa Đức Thánh Trần cái chữ rất là nhỏ này nằm ở dưới cái chữ Bosa nó to như thế này. Thì đó là một cái sự nhục nhã. Tôi bảo rằng tại sao đưa ngài Đức Thánh Trần, tôi xin lỗi, nằm dưới đít của một ông Mỹ. Tại vì chữ Bosa là tiếng của Mỹ. Quý vị làm cái điều gì đó, quý vị làm cho nó chính danh và chính trực, chứ đừng làm những cái điều bôi bác như vậy. Và họ ý rằng nó là ông thị trưởng Tạ Đức Chí là người của Việt Tân, thành ra đó sẽ ủng hộ cho họ. Và lẽ đương nhiên những cái nghị viên kia, năm bốn người nghị viên kia họ cũng đều muốn lấy lòng cộng đồng để được thêm một cái lá phiếu. Chứ thật sự trong thâm tâm là họ biết Đức Thánh Trần là ai, họ biết ông Trần Hưng Đạo là ai. Đó là những cái mà trả lời câu hỏi, xin lỗi là hơi dài, nhưng mà phải giải thích như vậy thì mọi người có thể mới hiểu được một phần nào những cái mà tại sao mà người ta tin ông Ngô Kỷ. Thật sự không ai tin hết, và tại sao người ta vẫn còn những cái thông tin bị bưng bít về Việt Nam, về đất nước. Thì qua KBC hải ngoại, những thông tin gì, bất cứ thông tin gì là ở trong nước cũng như là ở bên hải ngoại không hoàn toàn không có bị bưng bít. Trong nước có quyền coi KBC hải ngoại thoải mái, và bên hải ngoại có quyền coi được những cái hình ảnh KBC hải ngoại thâu từ trong nước đưa ra. Dạ vâng ạ. Thì